Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Việt, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị, xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Trong vài thập kỷ trở lại đây, các thảm họa thường xuyên xảy ra trên khắp nơi của thế giới với đủ mọi hình thức khác nhau, nó tàn phá và để lại hậu quả tổn thất hết sức nặng nề cho con người. Theo các chuyên gia cho biết, nguyên nhân gây ra thảm họa thiên tai chính là do sự biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt và cực đoan. Nhắc đến thiên tai thảm họa thì không thể không nhắc đến Trung Quốc, vì vị trí địa lý cũng như yếu tố con người muốn xoay chuyển quy luật tự nhiên. Bằng cách xây hàng ngàn con đập thủy điện tầm cỡ thế giới, nhiều trận mưa lớn và kéo dài trong nhiều ngày đã gây ra những trận lũ lụt hết sức nghiêm trọng. Theo các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về thiên tai cho hay, đất nước Trung Quốc năm nay lũ lụt và thậm chí là động đất diễn ra nghiêm trọng tại các tỉnh và thành phố của phía đông, miền Trung Trung Quốc theo tần suất dày hơn, sớm hơn, dữ dội hơn và kéo dài hơn. Theo Trung tâm Khí tượng Dự báo Thời tiết Trung Quốc cho biết, đến nay các tỉnh nằm tại ven sông Hương Tử đang phải hứng chịu các trận mưa lớn dữ dội, khiến cho các con sông tại khu vực hạ lưu của đập Tam Hiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng và gánh chịu thiệt hại to lớn. Nước lũ nhấn chìm nhiều nhà cửa của người dân và cướp đi hàng trăm hecta hoa màu cùng vô số tài sản của người dân nằm ngổn ngang dưới lòng đất. Trận lũ đã gây tổn thất nặng nề về sinh mạng và kinh tế cho người dân. Theo Reuters đưa tin, vào sáng nay một trận lũ lụt đã xảy ra tại thị trấn Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, miền Trung Trung Quốc đã hứng chịu trận lũ lụt hết sức tồi tệ trong nhiều thập kỷ qua. Tại tỉnh này, sau một trận mưa dông kéo dài 3 ngày liên tiếp đã nhấn chìm toàn bộ nhà cửa, đường xá trong thành phố, khiến người dân trong thị trấn gồng mình chạy lũ để bảo toàn tính mạng. Giờ đây, việc lũ lụt tại đất nước Trung Quốc đã không còn gì xa lạ đối với người dân Trung Quốc nói chung và 27 tỉnh thành và các khu vực khác tại Trung Quốc nói riêng. Dòng nước lũ ngày một xối xả dữ tợn, cuốn trôi nhiều ô tô, nhà cửa của người dân. Nhóm phóng viên của chúng tôi đã có mặt tại hiện trường ghi lại hình ảnh cho thấy dòng nước lũ đang cuồn cuộn, thật hãi hùng, tàn phá và nuốt trôi tài sản của người dân. Có khoảng 12.000 người dân trong thành phố đã phải sơ tán lên vùng cao hơn để an toàn. Bởi vì tình hình như hiện nay, trời mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và đang còn diễn biến phức tạp trong mấy ngày tới. Chính vì thế, công tác cứu hộ tại khu vực này xảy ra thảm họa đang gặp vấn đề vô cùng khó khăn. Các nhân viên cứu hộ dùng xuồng cỡ lớn và cố gắng đưa những nạn nhân đang mắc kẹt trên mái nhà và các tòa nhà cao tầng khác. Cho đến sáng nay, chưa có con số thống kê nào được báo cáo thiệt hại về người. Thị trấn Lưu Bá nằm bên cạnh thị trấn Hán Trung cũng chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt tương tự. Nước lũ cuồn cuộn tràn xuống qua các con phố có độ dốc cao, đã cuốn trôi hàng trăm chiếc ô tô chất thành đống tại một ngã tư và cuốn phăng mọi thứ trên vỉa hè. Bất cứ thứ gì có mặt trên đường đi của nó, trước sự bàng hoàng và run sợ của người dân đang quan sát từ cửa sổ tầng trên của một tòa nhà cao tầng. Hiện vẫn chưa có chính xác về con số thiệt hại, nhưng theo giới chức địa phương, dự tính tổng thiệt hại không hề nhỏ. Các hình ảnh về lũ lụt được đài truyền hình địa phương đưa tin, thời điểm hiện tại nỗi lo lắng lớn nhất của các cư dân sống tại khu vực hạ lưu sông Hương Tử đều đang là hướng về con đập Tam Hiệp. Với tần suất cao kỷ lục của mưa lũ trong mấy ngày qua từ các con sông đang đổ về con đập lớn nhất thế giới ngày một tăng cao và khiến cho con đập quá tải phải đối mặt với nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào, mà điều khiến cho người dân hoang mang. Bởi khi một lượng nước mưa kéo dài và tập trung dồn về hồ đập Tam Hiệp, việc bị vỡ là khó tránh khỏi. Đập Tam Hiệp dù có bền bỉ tới đâu cũng không chịu được một lượng nước khổng lồ ngày đêm tràn xuống phá vỡ kết cấu con đập. Có thể nhiều người không cảm nhận được mối nguy hiểm và sự bất an này, nhưng nếu chúng ta xây thêm một con đập khổng lồ với lượng nước hàng triệu mét khối trên dây, chắc chắn chúng ta có thể có đồng cảm với sự hoang mang và lo sợ của những người dân sinh sống tại khu vực dưới hạ lưu đập Tam Hiệp. Trong suốt từ đầu tháng tới nay, tại phía Tây băng tan bồi thêm các trận mưa lớn liên tục kéo dài gây ra các trận lũ lụt tại Trung Quốc đã khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng hoặc mất tích. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đẩy lượng nước lũ đổ về sông Hương Tử ngày một tăng cao và trực tiếp uy hiếp đến cuộc sống người dân trong mùa lũ năm nay. Và sáng ngày hôm qua, theo Trung tâm Khí tượng và Dự báo Thời tiết Trung Quốc cho biết, các trận mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra tại các tỉnh An Huy, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây. Cần đề phòng và có thể một trận lũ lụt đáng sợ hơn nữa sẽ xảy ra do lượng mưa lớn không ngừng tiếp tục gây áp lực lên con đập Tam Hiệp ở trên thượng nguồn sông Hương Tử thuộc thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Theo Tân Hoa Xã dự báo, tốc độ dòng chảy trong hồ chứa phía sau đập đạt kỷ lục trong cao năm thứ ba tối thứ ba ở mức cao kỷ lục 82.000 mét khối trên giây. Các đoạn đê của sông Hương Tử, Hồ Bắc và các nơi khác đã bị vỡ do dòng lũ liên tục diễn ra. Chính quyền các tỉnh xin hỗ trợ vốn tài chính, chính quyền trung ương Trung Quốc buộc phải dùng các máy bay trực thăng để thả đá vào các chỗ đê vỡ nhằm ngăn cản lượng nước tràn qua, đồng thời đặt hàng hiệu bao cát các chỗ đê bị đứt. Có nơi dòng nước lũ đã nâng cao vượt mức kiểm soát, tầng một của các ngôi nhà thị trấn khu vực đã ngập chìm trong nước, bộ cây trồng và hoa màu xung quanh khu vực bị ngập úng, tất cả hoa màu người dân bị nước lũ nhấn chìm, gây thiệt hại nặng nề cho mùa thu hoạch sắp tới. Đến ngày hôm nay, từ bộ ứng phó khẩn cấp Trung Quốc cho biết, do lũ lụt nghiêm trọng kể từ đầu tháng đến nay, bộ này buộc lệnh ra sơ tán cho hơn 2 triệu người dân từ 2 tỉnh đến nơi an toàn. Năm nay khu vực bị mưa lũ hoành hành hầu hết là người dân từ miền Trung, phía Đông, phía Nam Trung Quốc. Tổng thiệt hại sơ bộ trực tiếp do lũ lụt ước tính lên tới 29 tỷ nhân dân tệ. Bộ phận cứu hộ của Bộ ứng phó khẩn cấp đưa ra lời báo cáo nguy cơ nước lũ có thể dâng cao 1,6 m ở các tỉnh phía Tây Nam Trung Quốc. Tân Hoa Xã đưa tin, vào sáng nay ngày hôm qua, mưa lớn cũng đã gây ra 3 trận lở đất tại một thị trấn nhỏ ở vùng núi Trùng Khánh thuộc khu vực
thuộc thượng nguồn sông Hương Tử đã khiến 3 người thiệt mạng, 5 người khác mất tích. Một thập kỷ trở lại đây, những trận lũ đã đang diễn ra với tần suất dày đặc và xuất hiện ở hầu hết các khu vực của các tỉnh phía Nam Trung Quốc, đặc biệt khu vực miền Trung miền Nam. Năm nay, khu vực phía Đông Trung Quốc cũng đã xảy ra các trận mưa khủng khiếp và cơn bão số 1 cũng đã xuất hiện hồi đầu tháng đến nay. Tiếp đến là cơn bão số 2, các tỉnh thành phố phía Đông của Trung Quốc đều phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề do cơn bão để lại. Nhưng mùa lũ năm nay còn đặc biệt nghiêm trọng và lo ngại hơn hết là tại thành phố Vũ Hán và các đô thị ở hạ lưu sông Dương Tử, nơi có hàng chục triệu người đang sinh sống. Các trận mưa xảy ra liên tục đồng nghĩa với việc gây ra lượng nước quá tải lên đập Tam Hiệp. Chính phủ Trung Quốc cho hay việc xây dựng đập Tam Hiệp với mục đích nhằm tạo ra điện năng và nhất là giảm thiểu lũ lụt nghiêm trọng hàng năm tại Trung Quốc. Tuy nhiên hiện nay trên thực tế nó lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại, và đây cũng là điều khiến cho giới chức Bắc Kinh phải đau đầu trong mấy năm qua và năm nay càng trở nên nguy hiểm hơn mọi năm. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh vào sáng ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho rằng sẽ có lũ lụt tại các sông Hoàng Hà, sông Hoài, sông Tùng Hoa ở miền Bắc Trung Quốc trong những tháng tới. Tuy nhiên, người dân tại các khu vực này lại thiếu kinh nghiệm đối phó với thảm họa lũ lụt. Chúng ta nên chú ý nhiều hơn đến miền Bắc Trung Quốc. Lượng mưa ở lưu vực sông Trường Giang và Thái Hồ mùa hè sẽ cao gấp 2,5 đến 3,6 lần lượng mưa trong những năm trước. Chính quyền cần sơ tán người dân bị ảnh hưởng từ trước. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với The Epoch Times, người dân ở các tỉnh gặp lụt An Huy, Hồ Bắc và Giang Tây đã nói rằng quê nhà của họ gần đây đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong nước sau khi chính quyền xả nước lũ ở các sông, hồ hoặc do vỡ đê. Mặc dù vậy, chính quyền không hề có phương án hỗ trợ người dân thích hợp. Theo người dân địa phương cho biết, 100 tỷ dân tệ sẽ được chính phủ Trung Quốc sử dụng cho công cuộc khắc phục hậu quả do lũ lụt nghiêm trọng gây ra. Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp thường vụ tại các vụ viện vào hôm qua để triển khai công tác kiểm soát lũ lụt, cứu trợ, khắc phục hậu quả do thiên tai. Mới đây, Chủ tịch nước đã có công văn gửi cho Bộ Ngoại giao với người phát ngôn bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh tình hình hiện tại ở miền Nam phía Trung Quốc đang hỗn loạn. Do lũ tàn phá, hàng loạt ngôi làng đã bị lũ cuốn trôi nên phải chịu sức ép từ cơn bão số 2 sắp đổ bộ, dân chúng Trung Quốc hết nơi lưu trú. Nếu họ di tản lên Mông Cổ thì đoạn đường đi khá xa, phải mất 10 ngày nếu di chuyển bằng xe máy. Vậy nên họ đã dọn Việt Nam để tránh trú với các tỉnh miền Nam Trung Quốc. Giáp với Việt Nam, họ chỉ mất khoảng một ngày di chuyển để đến các tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam và Lào. Hiện tại, dòng người đang trực chờ biên giới để vào Việt Nam đã lên tới 15 triệu người. Đại diện Bộ Ngoại giao bà Lê Thu Hằng đọc tuyên bố của Chủ tịch nước cấm dân Trung Quốc vượt biên bằng mọi hình thức nếu chưa được thực sự cho phép của cơ quan thẩm quyền Việt Nam. Nặng hơn thế, nếu có biểu hiện chống đối, không chấp hành nghiêm luật lệ của Việt Nam mà cố tình đi vào Việt Nam, ngay lập tức sẽ bắn hạ. Vậy nên yêu cầu công dân Trung Quốc hãy thực sự tôn trọng luật pháp của Việt Nam. Chúng tôi đang cố nối đàm phán với chính quyền Trung Quốc để giải quyết vấn đề nêu trên. Tiếp theo, mời quý vị lắng nghe phần tin bão lũ của Trung Quốc. Tin nóng chấn động khi một trận động đất mạnh 7,9 độ Richter làm rung chuyển 13 thành phố của Trung Quốc, tâm trấn cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 200 km. Nhưng người dân ở đây vẫn thấy rung chuyển lắc mạnh. Trận động đất đã làm cho phần chân móng con đập Giang Nhiệt bị lạ nứt, khiến chính quyền ông Tập đứng ngồi không yên. Hiện các cơ quan cảnh báo động đất sóng thần của Trung Quốc vừa thông báo khẩn cấp tới người dân của nước này, yêu cầu họ phải đi sơ tán gấp, nếu không sẽ nguy hiểm. Dự báo Trung Quốc trong những ngày tới sẽ còn hứng chịu tiếp một trận động đất và một trận mưa đá dữ dội hơn nữa. Đó là thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Quốc đã phát ra thông báo. Nếu điều này xảy ra thì khả năng con đập Tam Hiệp của Trung Quốc sẽ bị vỡ và khi đó toàn bộ 2/3 diện tích của Trung Quốc sẽ bị 60 tỷ mét khối nước của đập Tam Hiệp nhấn chìm và cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Thế giới sẽ không còn xuất hiện cái tên Trung Quốc trên bản đồ nữa, và đây không biết là tin vui hay tin buồn cho châu Á, châu Âu và châu Mỹ, châu Úc. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Việt mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem.